Rồi, xin chào toàn thể các bác, các anh em đam mê săn bẫy ong rừng trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em làm một cái video ngắn để giới thiệu về cái sản phẩm đó là guốc chèo cây hai đinh bằng inox 304 các bác nhé. Thì trên màn hình đây em đang quay cho bác là một bác thợ đang đi guốc, cách đi guốc hai đinh nhé, hai đinh bằng inox nhé. Đấy. Bác nào mà chưa biết cách đi guốc có thể tham khảo video của em ngày hôm nay. Đi guốc cực kỳ đơn giản và dễ dàng nhé. Như trên hình đây em đang quay là một bác thợ chuyên nghiệp, chuyên nghiệp đang đi đi bắt ong nhé. Thì em nhờ bác đấy là đi guốc, hướng dẫn cho bác cách đi guốc nhé. Đấy, bác nào chưa biết cách thì có thể tham khảo video của em. Thì trong chương trình này em sẽ giới thiệu cho bác về cách đi guốc và em sẽ giới thiệu bộ sản phẩm đó là guốc chèo cây bằng inox nhé. Đấy. Cái bộ guốc inox này đi cực kỳ nhẹ luôn nhé, độ sắc bén nó cực kỳ cao, bền bỉ theo thời gian các bác nhé. Đấy. Bền bỉ theo thời gian. Đấy. Mình chèo cây to cây nhỏ đều được nhé, cây to cây nhỏ đều được. Đấy. Bác nào mà đi bắt ong rừng mà chưa có guốc hay là đi hái hoa chưa có guốc có thể tham khảo video này nhé. Hai đôi nào nó có hai chân các bác nhé, hai chân để đeo vào hai bên chân mình. Các bác đi guốc thì các bác nên đi cho em thêm đôi ủng vào nhé. Đấy, đi đôi ủng vào thì nó độ an toàn cực kỳ cao nhé, nó không bị đau chân của mình nhé. Này đeo cực kỳ đơn giản luôn. Đấy, có các nút đai để dây gai nhé. Đấy, tuyệt đối an toàn khi bác trèo cây. Nó có các mắt để mình đeo vào vừa với chân của mình. Bác nào mà chưa có guốc, chưa có dây đai an toàn hay những phụ kiện quần áo bắt ong thì có thể liên hệ đến hai đầu số nhé, hai đầu số của shop của Zalo chính chủ nhé. Sao bác đã đi xong rồi nhé. Rồi sau đây bác sẽ test thực tế cho mình về cách trèo cây nhé, cách trèo cây đây. Đôi này em đảm bảo cho bác trèo cây cực kỳ nhẹ nhé, cực kỳ nhẹ, nó chỉ có 8 gram thôi nhé, 8 gram chưa đến 1 cân các bác nhé. Đấy, chèo cực kỳ nhẹ, sắc bén nhé. Đấy, các bác dẫm mạnh vào, mình chèo lên. Rất chia đơn giản và dễ dàng nhé. Đặc biệt chương trình này, bác nào mua guốc chèo cây sẽ được dây đai an toàn sẽ được giảm giá 50.000 nhé. Đấy. Cái đôi cái guốc chèo cây bằng inox này hiện tại bên shop đang bán với giá là 450.000 nhé, 450.000 đã bao gồm cước phí vận chuyển tận nhà mình bằng những dây đai an toàn móc nhỏ thì 200.000, móc to là 250.000, còn đôi thép chịu lực giá là 300.000 các bác nhé. Đấy, các bác nhìn giúp em này, đinh không bao giờ bị méo nhé hay bị cong đinh cả. Đấy, đinh cực kỳ sắc luôn nhé. Bác mua combo thì sẽ được giảm giá 50.000 các bác nhé. Thì một video ngắn em làm đây. Xin được chào và hẹn gặp lại các bác nhé. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở chất lượng. Vì sản phẩm tốt thì không rẻ, mà sản phẩm rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ vừa tốt thì ít có lắm nha mọi người. Vì vậy muốn mua hàng tốt thì đừng bao giờ nhìn vào giá cả, mà hãy xem chất lượng hàng hóa như thế nào nhé.